đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát chuyên đề thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo. Nhiều hộ dân của xã Điện Quan, huyện Bảo Yên bị ảnh hưởng thiệt hại tài sản, nhà cửa do nước lũ bất ngờ ập về. Tiết kiệm ngân sách nhà nước thông qua sử dụng hiệu quả các công trình dôi dư và cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính. Lào Cai mới chỉ giải ngân được 97 tỷ trên kế hoạch 1.369 tỷ đồng nguồn vốn sự nghiệp thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tin trong nước và thế giới, Công an tỉnh Sơn La bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển trái phép một lượng lớn chất ma túy. Australia đã nâng mức cảnh báo nguy cơ xảy ra khủng bố do sự gia tăng của tư tưởng cực đoan trong nước. Kính chào quý vị và các bạn. Những nội dung chính vừa rồi đã mở đầu chương trình thời sự tối thứ hai ngày 5 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay 5 tháng 8, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thực hiện giám sát chuyên đề thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại huyện Bắc Hà. Tham gia chương trình giám sát có đồng chí Sùng A Lành, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, các thành viên đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Theo báo cáo của huyện Bắc Hà, từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến ngày 31 tháng 5 năm 2024, huyện đã tiếp 751 lượt công dân với 742 vụ việc, tiếp nhận 433 đơn của công dân chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách. Đến nay đã chỉ đạo xử lý, giải quyết 441 trên 443 đơn kiến nghị, đề nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền, không có đơn thư, khiếu kiện, khiếu nại kéo dài. Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ những khó khăn, tồn tại, bàn giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Bắc Hà. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sùng A Lành nhấn mạnh, huyện Bắc Hà đang triển khai nhiều dự án trọng điểm liên quan, ảnh hưởng đến đời sống, quyền lợi của nhân dân. Do vậy, huyện cần quan tâm đảm bảo đúng chế độ, chính sách cho người dân, chủ động nắm bắt tâm tư của người dân để giải quyết kịp thời, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở, hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo, xử lý dứt điểm các đơn thư của công dân. Thưa quý vị và các bạn, trận lũ bất ngờ vào sáng nay, 5 tháng 8, khiến nhiều hộ dân của xã Điện Quan, huyện Bảo Yên bị ảnh hưởng, thiệt hại về tài sản, nhà cửa. Cùng với công tác khắc phục thiên tai, công tác cảnh báo sớm về thiên tai cũng sẽ được địa phương quan tâm hơn trong thời gian tới nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại có thể xảy ra. Ngay từ sáng sớm, ông Quang cùng các anh em trong tổ an ninh trật tự cơ sở của thôn Trang đã tất bật hỗ trợ người dân chạy lũ, những chuyến đò liên tục chở người, thóc gạo đến nơi an toàn. 10 cái thuyền mỏi hết tay rồi, đi suốt từ sáng giờ không biết là bao nhiêu chuyến rồi. Sáng nay đưa mấy chuyến trẻ con là phải đưa lên chỗ, lên đồi, lên chỗ cao cho nơi an toàn. Đây là một trong số ít những hộ dân của thôn Trang may mắn chưa bị nước tràn nhiều vào, nhờ nền nhà đã được tôn khá cao. Tuy nhiên, chị Bàn Thị Ngoan vẫn khá lo lắng bởi đây không phải là lần đầu nước lũ dâng tràn vào thôn, trong khi bà con lại không được thông báo sớm. Vừa dậy xong là thấy nước dâng lên xong là bảo dân đây ai con nhà ở đây gần gà các thứ thì bảo chuyển nhanh còn kịp nước dâng, kêu nó lên nước lên nó lên mạnh lắm. Lãnh đạo huyện Bảo Yên và xã Điện Quan cho biết, công ty cổ phần thủy điện Đông Nam Á Nậm Lúc chưa có các hình thức thông báo kịp thời cho người dân và chính quyền địa phương mà chỉ gửi văn bản thông báo qua email công vụ. Đây là một trong những nguyên nhân khiến việc cảnh báo cho nhân dân bị chậm trễ. Các lần trước thì chúng tôi cũng đã kịp thời triển khai các cái biện pháp huy động các lực lượng để hỗ trợ. Tuy nhiên thì lần này nó cũng rất bị động. Chính vì vậy mà ngay sau khi nhận được thông tin thì xã cũng đã giao cho các lực lượng công an quân sự để huy động các lực lượng ra để hỗ trợ bà con một cách kịp thời. Và cơ bản đến thời điểm hiện tại thì các cái tài sản của bà con đã được di dời lên vị trí an toàn. Ngay sau đây thì chúng tôi sẽ kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh để có kiến nghị chung với cả Hà Giang, và huyện sẽ trực tiếp làm việc với các ngành chức năng của tỉnh và các cái đơn vị thủy điện trên lưu vực của sông Chảy. Sẽ có phải có cái phương án về xả lũ tuần hoàn của cả cái lưu vực này để đảm bảo cái an toàn cao nhất cho bà con nhân dân vùng hạ lưu như ở thôn Trang đây.
Theo thống kê sơ bộ của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, mưa lớn kết hợp với lưu lượng xả lũ gây ngập úng, ảnh hưởng thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng, sản xuất nông nghiệp của nhân dân. Trong đó, 37 nhà thuộc các huyện Simacai, Bắc Hà, Bảo Yên bị thiệt hại. Tổng diện tích nông nghiệp bị ảnh hưởng là 43,5 ha. Công tác khắc phục vẫn đang được các địa phương tích cực triển khai. Mưa liên tục trong những ngày qua khiến lượng nước trên sông Hồng dâng cao, không chỉ gây ngập úng và làm hư hại nhiều diện tích hoa màu, mà còn gây sạt lở một số đoạn bờ sông Hồng thuộc thành phố Lào Cai. Cụ thể, một đoạn bờ sông Hồng dài khoảng 100 mét ngay cạnh cầu Giang Đông và sát với đường Võ Nguyên Giáp đang xuất hiện nhiều vết nứt và các điểm sạt lở, trong đó có một số điểm chỉ cách mặt đường vài mét. Tình trạng sạt lở bờ sông chưa đe dọa trực tiếp đến tài sản tính mạng của các hộ dân quanh khu vực, nhưng nếu trời tiếp tục mưa, gia tăng nguy cơ sạt lở sẽ tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sản xuất của người dân và nhất là sự an toàn của đoạn đường Võ Nguyên Giáp. Vì vậy, khu vực này rất cần được các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương quan tâm, chủ động phương án ứng phó, xử lý phù hợp để hạn chế thấp nhất thiệt hại. Liên quan tới tình hình thời tiết, từ nay đến tháng 10 sẽ có từ 7 đến 8 cơn bão áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và có 4 đến 6 cơn bão ảnh hưởng đến Việt Nam. Đây là cảnh báo của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu. Cụ thể, hiện tượng Enso chỉ sự nóng lên, lạnh đi dị thường của nhiệt độ mặt nước biển tại khu vực xích đạo phía Đông và trung tâm Thái Bình Dương ở trạng thái trung tính. Hiện tượng này sau đó có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina trong 3 tháng từ tháng 8 đến tháng 10 với xác suất khoảng 70%. Trong số các cơn bão áp thấp sẽ có từ 4 đến 6 cơn bão ảnh hưởng Việt Nam. Trong 3 tháng tới, tổng lượng mưa ở Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xấp xỉ trung bình nhiều năm, riêng Trung Bộ sẽ cao hơn. Các địa phương ở Bắc Bộ và Trung Bộ cần đặc biệt đề phòng mưa lũ ngập lụt trong những tháng tới. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, quy hoạch xây dựng các khu hành chính mới theo hướng hiện đại, đồng bộ hoặc sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động của một số cơ quan đơn vị dẫn đến dôi dư nhiều công trình, trụ sở làm việc. Vậy nên việc tận dụng cải tạo, sử dụng hợp lý tài sản công sẽ giúp tiết kiệm đáng kể nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước. Tinh thần này đang được các địa phương áp dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn, ghi nhận tại huyện Bảo Yên. Với 4 trên 6 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia, theo Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới giai đoạn 2022-2025, xã Phúc Khánh phấn đấu xây dựng thêm trường mầm non số 2 đạt chuẩn vào năm 2025. Các phương án đầu tư được tính toán kỹ, phù hợp với thực tiễn địa phương. Theo đó, khu trạm y tế xã trước đây hiện đang bố trí là nơi làm việc cho công an xã. Khi nhà làm việc mới của công an xã hoàn thành, khu vực này sẽ được sửa chữa, chuyển đổi thành các phòng học chức năng cho trường. Về phía cơ sở vật chất thì theo như rà soát và đối chiếu với thông tư số 13 và thông tư số 19 thì chúng tôi còn thiếu 4 phòng chức năng cùng với lại cái hệ thống sân chơi, bãi tập và quang cảnh trường lớp thì cũng cần phải được đầu tư thêm. Quan điểm chỉ đạo là tiết kiệm nguồn lực đầu tư, khai thác tài sản công dôi dư, đồng thời vẫn đảm bảo các điều kiện của trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Chỉ riêng với công trình trên, huyện Bảo Yên đã tiết kiệm được hàng tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Không chỉ tiết kiệm đầu tư mà việc tham mưu mua sắm tài sản công, trang thiết bị cho các cơ quan cũng được chú trọng, đảm bảo phù hợp tiết kiệm. Tham mưu cho ban huyện yêu cầu các cái cơ quan đơn vị phải tiết kiệm triệt để trong các cái lĩnh vực tài sản công, từ việc mà mua sắm, tổ chức đấu thầu, làm sao mà đảm bảo đúng hiệu quả, tiết kiệm và đúng cái công năng sử dụng, không mua thừa, không mua các cái tài sản mà để không sử dụng được, để không đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ chuyên môn từng ngành. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, huyện Bảo Yên sắp xếp được 120 danh mục nhà đất, giúp tiết kiệm khoảng 33 tỷ đồng từ việc không xây mới 40 nhà làm việc, đồng thời thu được khoảng 35 tỷ đồng bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đối với nhà đất dôi dư. Chủ động trong cái công tác để phân bổ cái dự toán cho các cơ quan đơn vị. Thế và đối với công tác kiểm tra giám sát ấy, thì phải được triển khai một cách là thường xuyên, một cách là liên tục. Để chúng ta kiểm soát được tất cả những cái tiềm ẩn, cái nguy cơ về lãng phí. Có nghĩa là dự án đó nó phải đảm bảo phát huy được cái hiệu quả đầu tư của dự án. Còn chưa nói đến cái chuyện là trong quá trình thực hiện thì cái chi phí cho dự án đấy nó phải nằm ở cái mức thấp nhất.
Tính toán, sắp xếp hợp lý hoặc tái sử dụng các công trình đầu tư từ ngân sách nhà nước là giải pháp giúp Bảo Yên cũng như các địa phương nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, góp phần giảm chi, tăng thu ngân sách nhà nước. Thưa quý vị, không chỉ tiết kiệm nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước, mà chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các tổ chức cá nhân cũng là nhiệm vụ trọng tâm đang được các sở ngành địa phương chú trọng. Đặc biệt khi nhiều thủ tục được cắt giảm, đơn giản hóa đã góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn. Đến bộ phận một cửa huyện Bát Sát xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, chỉ mất khoảng 20 phút, bộ hồ sơ của chị Phạm Thị Liễu đã hoàn thành và nhận được giấy hẹn trả kết quả sau 2 ngày. Việc cắt giảm thời gian đăng ký kinh doanh từ 3 ngày xuống còn 2 ngày đã tạo thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu. Tôi ở trong Phúc Mì, thì là tôi ra đây tôi cũng làm cái giấy phép kinh doanh, chính ra là làm từ 3 ngày. Và nhưng mà bây giờ xuống là có 2 ngày là được. Nó rất là thuận lợi cho nhân dân vì là đường xá xa xôi đi lại. Đến nay, huyện Bát Sát đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với trên 3.700 hồ sơ, tiết kiệm được hơn 1,5 tỷ đồng. Điển hình như rút ngắn từ 15 ngày xuống còn 10 ngày đối với thủ tục cấp phép xây dựng. Một số thủ tục thuộc lĩnh vực lao động thương binh xã hội và lĩnh vực khác liên quan nhiều đến người dân cũng được cắt giảm thời gian giải quyết. Từ đầu năm tới nay, chúng tôi đã thu thập được và thực hiện được 12.313 hồ sơ. Và kết quả giải quyết đúng và trước hạn đã đạt được 98,5%. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi có 3.738 hồ sơ thực hiện cắt giảm về 30% thời gian cũng như là về hồ sơ. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 977 trên 1.909 thủ tục hành chính được cắt giảm thời gian giải quyết, với hơn 23.000 lượt hồ sơ, tiết kiệm cho người dân doanh nghiệp hơn 22 tỷ đồng. Tỉnh cũng có gần 1.800 thủ tục hành chính, đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp khi có giao dịch. Bên văn phòng đất đai của tỉnh Lào Cai đã từ 13 ngày giảm xuống 7 ngày đã tạo điều kiện cho những công dân coi như là vừa là nhanh gọn và việc đi lại nó thuận tiện. Và cái việc chuyển nhượng hoặc là mua bán hay tặng là nó rất là thuận lợi. Song song với cái việc mà tỉnh đã quyết định công bố cái việc cắt giảm thủ tục hành chính thì cái việc tổ chức thực hiện tỉnh rất quan tâm, đã chỉ đạo các đơn vị, cơ quan đơn vị phải thực hiện nghiêm túc cái việc cắt giảm thủ tục hành chính bằng cái cách thứ nhất là Trung tâm Phục vụ Hành chính công sẽ là người kiểm soát cái việc giải quyết thủ tục hành chính, cái thời hạn giải quyết thủ tục hành chính đúng cái thời gian cắt giảm. Hiện tỉnh đang chỉ đạo tiếp tục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục đối với các lĩnh vực còn dư địa, tập trung tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở liên thông điện tử và tái sử dụng dữ liệu, xây dựng cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Thời gian qua, hoạt động công chứng tại Lào Cai đã góp phần đảm bảo an toàn pháp lý cho các giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại, phòng ngừa tranh chấp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân và tổ chức, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hiện tỉnh có 12 tổ chức hành nghề công chứng với 23 công chứng viên, chủ yếu tập trung tại thành phố Lào Cai, 9 tổ chức, huyện Bảo Thắng 1 tổ chức và thị xã Sapa 2 tổ chức. Trung bình mỗi năm, các tổ chức này thực hiện công chứng trên 37.400 việc, chứng thực gần 220.000 bản sao và chữ ký, thu phí gần 28 tỷ đồng và nộp ngân sách hơn 3,1 tỷ đồng. Từ năm 2020 đến 6 tháng đầu năm 2024, Sở Tư pháp đã thực hiện 15 cuộc thanh tra kiểm tra, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiều văn bản về quản lý nhà nước trong hoạt động công chứng, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện thực tế của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tính đến nay thì Lào Cai mới chỉ giải ngân được 97 tỷ trên kế hoạch 1.369 tỷ đồng, nguồn vốn sự nghiệp thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia, đạt 7,1% dự toán trung ương giao. Trong số này, nguồn vốn sự nghiệp thuộc chương trình dân tộc miền núi mới chỉ đạt giải ngân 5,3%. Hiện giải ngân vốn sự nghiệp thuộc chương trình mục tiêu quốc gia rất thấp, không đảm bảo kế hoạch giao. Thời gian tới, tỉnh cần phân bổ 124 tỷ đồng nguồn vốn chưa phân bổ, đưa vào một số dự án có khả năng hấp thụ tốt. Đối với dự án đã hết đối tượng, khó giải ngân sẽ đề xuất điều chuyển sang dự án khác, đặc biệt là tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, người đứng đầu trong giải ngân vốn đầu tư, nhất là sự nghiệp thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia.
quý vị và các bạn, chắt chiu bí quyết gia truyền từ nhiều đời với nguyên liệu tạo thành là những loại thảo dược sẵn có trong tự nhiên, nên các sản phẩm thảo dược cổ truyền của bà con người Dao ngày càng được nhiều người biết đến và lựa chọn sử dụng để chăm sóc sức khỏe. Việc đưa các bài thuốc gia truyền của dân tộc đến gần hơn với người tiêu dùng đang được chính bà con và những người yêu thích tinh hoa dân tộc cùng chung tay thực hiện. Phóng sự được thực hiện tại thành phố Lào Cai. Có mặt tại thành phố Lào Cai hơn 6 năm nay, cơ sở tắm thuốc người Dao đỏ này do một người con dân tộc Dao đỏ ở xã Bản Qua, huyện Bát Sát làm chủ. Lượng khách đến với cơ sở chủ yếu là khách quen, có nhu cầu thư giãn, phục hồi sức khỏe. Tắm nước thuốc Dao đỏ này ở đây rất là thoải mái và thư giãn. Khi mà tắm xong thì về nhà cảm thấy người rất là khoan khoái. Sau đợt này mình nghĩ là mình có thể dẫn thêm cả mẹ hoặc là anh chị em trong gia đình đến đây để trải nghiệm. Tôi thấy nhu cầu của khách hàng càng ngày càng được nâng cao, có nghĩa khách hàng cũng hiểu được là lá thuốc trị bệnh nó có tác dụng tốt như thế nào và người sử dụng thì ngày càng tăng lên. Thì tôi nghĩ mình sẽ mở một tiệm thuốc nhỏ để giới thiệu sản phẩm của mình ra thị trường và để cho mọi người có thể sử dụng tốt nhất thuốc của người Dao đỏ ạ. Còn cơ sở tắm thuốc người Dao đỏ này lại được đầu tư xây dựng theo hướng hiện đại kết hợp với massage trị liệu, cũng thu hút khá đông khách hàng đến trải nghiệm. Sau khi tắm nước Dao đỏ xong thì tôi cảm thấy là cơ thể được giải tỏa căng thẳng, bớt stress, thấy rất là thoải mái, thư giãn và cái chứng đau cổ vai gáy cũng đỡ hơn rất là nhiều. Và tôi nghĩ là tôi sẽ quay lại đây nhiều hơn nữa. Với việc đưa các bài thuốc của người dân tộc vùng cao xuống phố, không chỉ mở ra cơ hội nâng cao đời sống của bà con, mà còn giúp đưa các giá trị văn hóa kiến thức dân gian lan tỏa rộng rãi hơn. Khả năng là em sẽ mở thêm một vài cơ sở ở các cái tỉnh bạn lân cận, ví dụ như là Yên Bái hoặc là Hà Giang, để mọi người cũng có thể là biết đến cái tác dụng của cái lá thuốc của dân tộc Dao. Trên thực tế, thuốc tắm cổ truyền của người Dao đỏ đã được khoa học thừa nhận có tác dụng tích cực với sức khỏe con người. Việc đa dạng hướng tiếp cận thị trường sẽ vừa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, vừa giúp những người dân sở hữu các bài thuốc cổ truyền nâng cao chất lượng cuộc sống, thêm gắn bó với nghề truyền thống của dân tộc mình. Tiếp theo chương trình, lễ hội Đền Bảo Hà năm nay sẽ diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện đa dạng, hấp dẫn. Google thông báo sẽ tăng phí quảng cáo tại Canada nhằm trang trải một phần chi phí liên quan đến việc tuân thủ mức thuế mà nước này đưa ra. Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La vừa phối hợp với các đơn vị chức năng phá thành công chuyên án bắt giữ hai đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu. Hai đối tượng bị bắt là Phàng Thị Trư, sinh năm 1988, và Mùa Thị Trứ, sinh năm 1989, cùng trú tại xã Trường Xuân, huyện Vân Hồ, Sơn La. Vật chứng thu giữ gồm 3 bánh heroin, 11.866 viên ma túy tổng hợp, 4 gói nhựa, thuốc phiện và một số vật chứng có liên quan. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Mùa Thị Mụa, sinh năm 1987, trú tại xã Trường Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, cùng hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ lễ hội Đền Bảo Hà năm nay sẽ diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện đa dạng, hấp dẫn, hứa hẹn sẽ để lại ấn tượng sâu sắc cho du khách đến tham dự lễ hội. Lễ khai mạc lễ hội Đền Bảo Hà sẽ diễn ra từ 8 giờ ngày 20 tháng 8 năm 2024, tức ngày 17 tháng 7 âm lịch, tại sân lễ hội di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền Bảo Hà. Cùng với đó là chuỗi các hoạt động độc đáo, đặc sắc trải dài từ ngày 4 tháng 8 đến hết 20 tháng 8 như lễ cầu an, thả đèn hoa đăng, lễ cúng khao quân, lễ rước kiệu, giải bóng đá cúp Đền Bảo Hà, giao lưu bóng chuyền hơi xã Bảo Hà, hội chợ thương mại và quảng bá sản phẩm nông lâm nghiệp địa phương năm 2024, cuộc thi làm ngựa mã, giao lưu các môn thể thao, trò chơi dân gian truyền thống. Đặc biệt chương trình nghệ thuật chào mừng lễ hội Đền Bảo Hà có chủ đề Bảo Hà, miền đất linh thiêng, khai mạc lúc 20 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2024, tức ngày 16 tháng 7 âm lịch, tại sân lễ hội di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đền Bảo Hà.
Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin thời sự quốc tế. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về tình trạng bạo lực gần đây ở Bangladesh, đồng thời kêu gọi đối thoại giữa chính phủ quốc gia Nam Á này với người biểu tình. Tuyên bố của Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã kêu gọi hạn chế phát tán tin giả và kích động bạo lực, đồng thời tạo điều kiện cho cuộc đối thoại có ý nghĩa. Cuối tuần qua, đụng độ đã xảy ra giữa hàng chục nghìn người biểu tình, phản đối và ủng hộ chính phủ, khiến ít nhất 91 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Chính phủ Bangladesh đã buộc phải ban bố lệnh giới nghiêm vô thời hạn trên phạm vi toàn quốc, bắt đầu từ 18 giờ ngày 4 tháng 8 theo giờ địa phương. Tình trạng bất ổn cũng đã khiến chính phủ phải tạm dừng các dịch vụ truy cập mạng Internet. Chính phủ Australia đã nâng mức cảnh báo nguy cơ xảy ra khủng bố từ có khả năng lên có thể xảy ra do sự gia tăng của tư tưởng cực đoan trong nước. Phát biểu họp báo, Thủ tướng Australia cho biết đã nâng mức cảnh báo đe dọa quốc gia sau khi nhận khuyến nghị từ các cơ quan an ninh. Tuy nhiên, ông khẳng định hiện chưa có bằng chứng về một vụ tấn công có thể xảy ra. Theo Thủ tướng Australia, khuyến nghị từ các cơ quan an ninh cho thấy ngày càng có nhiều người Australia bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cực đoan và chính phủ có trách nhiệm cảnh giác trước điều đó. Cảnh báo đe dọa khủng bố ở Australia từng duy trì ở mức có thể xảy ra trong 8 năm cho tới khi được hạ cấp xuống có khả năng vào năm 2022. Trái ngược với kỳ vọng, các công đoàn taxi tại Pháp đang mô tả sự kiện Olympic gần như đã khiến họ thất thu. Tình trạng hạn chế giao thông và phong tỏa nhiều địa điểm khiến thu nhập của họ giảm mạnh và công đoàn taxi nhiều nơi đã biểu tình muốn chính phủ bồi thường. Các công đoàn taxi tại Pháp cho biết số lượng du khách bổ sung do Thế vận hội thu hút đã không bù đắp được ảnh hưởng của các lệnh hạn chế giao thông và phong tỏa, khiến nhiều khách hàng thường xuyên không thể đến khu vực sầm uất của Paris để mua sắm. Nhiều du khách chọn đi bộ, đi xe đạp và các phương tiện khác khiến cho taxi trở nên ế ẩm hơn. Các công đoàn yêu cầu chính phủ thành lập một quỹ bồi thường để bù đắp khoảng thu nhập bị mất trong khoảng thời gian phục vụ Thế vận hội. Google thông báo sẽ chuyển phí thuế dịch vụ kỹ thuật số mà chính phủ Canada áp dụng sang cho các nhà quảng cáo sử dụng dịch vụ của hãng bắt đầu từ tháng 10 tới. Tuyên bố của Google nêu rõ, việc chuyển chi phí tiền thuế đồng nghĩa Google sẽ áp dụng mức phụ thu 2,5% đối với quảng cáo được hiển thị tại Canada nhằm trang trải một phần chi phí liên quan việc tuân thủ mức thuế này. Hồi tháng 6, Quốc hội Canada đã thông qua mức thuế dịch vụ kỹ thuật số với mức tăng thêm 3% với các tập đoàn công nghệ nước ngoài tại Canada và có doanh thu từ người dùng Canada. Cục Quảng cáo Tương tác Canada nhận định việc Google tăng phí quảng cáo tại nước này có thể khiến các công ty khác làm theo và qua đó tăng chi phí chạy quảng cáo trên các nền tảng điện tử tại Canada. Sau 33 năm được triển khai, tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ đã trở thành một sự kiện thường niên quan trọng tại nhiều quốc gia với mục đích khuyến khích các bà mẹ cho con bú và cải thiện sức khỏe của trẻ sơ sinh trên khắp thế giới. Tuần lễ nuôi con bằng sữa mẹ năm nay kéo dài từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 8 có chủ đề thu hẹp khoảng cách, hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ cho tất cả các bà mẹ, kết nối vòng tay yêu thương. Nhấn mạnh tới việc kết nối vòng tay yêu thương, đó chính là việc chào và nhận sữa. Quy trình này ở các ngân hàng sữa mẹ cũng được thực hiện một cách rất nghiêm túc, khoa học để đảm bảo chất lượng sữa. Các ngân hàng sữa mẹ đã trở thành vị cứu tinh và bạn đồng hành của hàng triệu em bé và bà mẹ trên thế giới, nơi trao gửi những dòng sữa mẹ mát lành. Thưa quý vị, theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm nay và ngày mai các khu vực trong tỉnh vẫn tiếp tục có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to, trưa chiều trời nắng. Mưa chủ yếu đêm về sáng, với lượng mưa từ 30 đến 40mm, có nơi mưa trên 80mm trên 24 giờ. Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa liên tục những ngày qua, nguy cơ xảy ra lũ cao, lũ quét trên các sông suối nhỏ. Nguy cơ cao đến rất cao tiếp tục xảy ra sạt lở, sụt lún đất trên các sườn dốc, ta luy các tuyến đường giao thông trên các huyện Bắc Hà, Bảo Thắng, Bảo Yên, Bát Sát, Mường Khương, Simacai. Người dân cần chú ý đề phòng để tránh thiệt hại xảy ra. Còn bây giờ là dự báo chi tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, đêm về sáng trời se lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 29 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng,
đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 20 đến 26 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời se lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.